Hello và chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của People Playground. Đây là tập 2 nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái thử nghiệm mà do chúng ta suy nghĩ ra ha. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự sáng tạo của người chơi. Ây da. Ây da. Ây da. Ây ây ây. Ghê quá. Một đống bùi nhùi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xóa ha. Đây. Để coi mình suy nghĩ ra cái trò chơi như thế nào nha. Ok, bây giờ có lẽ là mình sẽ sử dụng súng để test các loại súng trong game này ha các bạn. Oh. 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 Wow, wow. Súng là gì các bạn? Rồi, chết thằng nhỏ luôn rồi, cháy luôn rồi. Lấy mình cứu quả ra. Chữa cháy. Yeah. Mình vẫn thấy còn lửa các bạn. Mình vẫn thấy lửa nhỏ nhỏ. Rồi tụi nó chết rồi phải không? Bây giờ mình sẽ hồi sinh tụi nó nè. Đây. Chích nó một mũi nha. Chích cái giò luôn các bạn. Đó. Sống lại nè. Ghê chưa? Trời ơi nhảy luôn. Á, à, tụi nó sống lại nhưng mà tụi nó không đứng các bạn. Cho nó một mũi này thử coi. Vẫn không sống. Rồi cái súng tiếp theo của chúng ta là súng cung nha. Để coi mình bắn thử nha các bạn. Ồ. Ồ. Quá trời cung luôn. Chúng nó chết hết rồi. Khẩu súng 6 nòng. Chắc nhiều bạn cũng rất là thích súng 6 nòng ha. Để coi mình thử coi bắn thế nào nha. Rồi tốc độ đạn coi bộ bắn cũng khá là ghê gớm đấy. Để coi sấy vô tụi này thử xem. Oh my god. Các bạn thấy chưa? Uy lực rất là khủng khiếp. Có mấy con bị sấy còn xương không kìa. Wow. Chúng mình là giải tán đám đông được nè. Ghê quá các bạn ơi. Ghê phải không? Bây giờ cho quả lưu đạn. Lộ quả bom. Đúng. Rồi xong luôn. Oh shit. Đây, mình phát hiện ra có một cái món này. Cái này là cái gì đây? Mình không biết cái cây này là cái cây gì nữa. Để xem, cho thằng này đứng lại gần coi nó bị gì nha. Mình thấy có mấy cái đó rồi. Ui. Ủa. Ồ nó hút máu thằng này các bạn ơi, cái cây này nó hút máu. Đâu đâu rồi, để mình làm lại coi. Kìa. Oh my god. Chết luôn rồi. Nè chảy máu rất là nhiều nè các bạn. Cái cây đó cây con gì á lạ lắm các bạn, ăn cây này nè. Đây đứng đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bạn tôi. Thôi các anh ngã xuống rồi phải không? Bây giờ mình sẽ cho các anh một mũi thích, mũi chú chích trường sinh, mũi thuốc chứ. Này phải không ta? Đây rồi, sống lại. Đó, vết thương đã lành. Rồi thí nghiệm tiếp theo là quả lưu đạn này, mình thấy quả này hơi đặc biệt, để coi công dụng của nó như thế nào. Mình đưa nó lên cao đi. Kích nổ. Oh. À rồi mình biết rồi. Khi nó nổ nó sẽ bắn ra những cái gai các bạn. Những cái gai đâm vô mấy con này nè. Để mình bắn làm hiệu quả nữa nha. Đây để mình kích nổ nha. Đó. Nè anh này bị đâm chết rồi nè. Oh.
Quay, xoay đều, xoay đều. Ôi trời, cái trò này thật không thể tưởng tượng nổi. Nè, đây có pháo hoa rất là đẹp cho các bạn xem nè. Wow. Rồi. Trong đây có một loại bom. Đây, khá là đặc biệt các bạn. Loại bom này chuyên trị những con robot. Khi nó phát nổ, nó sẽ tạo ra một cái làn sóng điện. Đây, cho các bạn xem đây. Đó. Làm cho những con robot này bị hư. Chúng nó sẽ không hoạt động được nữa. Cho thêm quả nữa coi. Chill. Đó. Không còn cái gì cả. Bây giờ thì cho mấy con này ăn bom nha. Thật là nhiều bom. Cho những con robot này banh xác luôn các bạn. Tan nát hết rồi, những con robot của tôi. Iron Man của tôi tiêu rồi. Rồi, thì đây là một chiếc xe tăng nha các bạn. Và mình sẽ cho nó chạy. Đó, kích hoạt cho nó chạy. Nó sẽ chạy qua cái cái đám người này. Oh my god. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Rồi xong rồi. Chặn đường nó, không cho nó đi. Nó vẫn chắn được. Yeah, trời. Cản được rồi, cản đường nó được rồi. Yeah. Nhưng mà bị giật lắc các bạn ơi. Kiểu như quá đông người á, nó bị giật. Oh. Thí nghiệm của chúng ta đã xong. Thí nghiệm tiếp theo là con người sẽ bị như thế nào khi mà chúng ta bị một chiếc, cái này không biết gọi là gì đó, phi thuyền hay là cái gì, một cái phương tiện biết bay đi tốc độ rất là nhanh. Để xem, 100 km một giờ. Trời ơi, tổng vô. Trời ơi. Thôi, xong em nói rồi. Đây, mình chỉnh một thằng thôi. Cho một thằng thôi. Coi tác động khủng khiếp của nó như thế nào. Oh. No. Rồi, cục giò các bạn. Rồi. Hư luôn rồi. Robot thì sao? Robot thì nó rất là trâu, cho nên là không sao các bạn. Rồi, súng này súng gì đây? Ồ. Trời ơi. Cái súng này quá khủng khiếp các bạn ạ. Đây, súng laser cỡ lớn. Bắn một cái là bắn luôn á. Bắn cái là cháy luôn các bạn ơi. Có người. Oh my god. Ow. Ow. Thôi 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 thôi, đổi súng khác. Chúng ta sẽ coi những cái súng nào. Cây súng màu xanh này thử xem. Ủa. Ồ, nó bắn ra mấy cái tia màu xanh nè. Ủa. Vậy đó hả? Vậy thôi à. Rồi, cái súng hư luôn rồi các bạn.
Và đây là súng phóng lựu. Súng phóng lựu nè. Trời đất. Ồ. Ồ. Oh shit. Đây, ở đây có cái thăm sức mạnh. Ủa, sức mạnh ngộ ta. Ồ, nó hút mấy con này vô các bạn. Sức mạnh này lạ quá. Sức mạnh thứ hai là cái gì đây? Nó đẩy. Đây, nó đẩy. Rồi, sức mạnh tiếp theo. Cái này là gì? Ồ. Oh. Nó thổi bay những cái con này lên. Thổi bay lên tên trên, lên trên trần nhà luôn á. Sức mạnh tiếp theo. Wow. Wow. Sét đánh các bạn ạ. À. Đây. Một cái sức mạnh rất là thần thánh. Đánh nè, đánh nè. Đó, đó, đó. Đó, con người đụng vô là bị giật luôn nè. Đó, trời ơi. Và cái sức mạnh cuối cùng. Ô. Oh. Lạ quá. Nướng nhỏ hết trơn rồi kìa. Đã vậy cho tôi bay lên vàng tiêu luôn. Đấy. Hôm nay nướng tập thể tụi nó. Cho mấy con robot này vô luôn nè. Robot thì tụi nó sẽ sống lâu hơn nha các bạn. Tại vì tụi nó là bằng sắt mà. Còn mấy thằng này là bằng người, bằng da thịt. Chịu không nổi. Đó. Các bạn thấy mấy con robot không? Tẩm bơ rồi, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. À, rồi. Dùng bình cứu quả thôi. À, lộn 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 lộn. Thôi xong rồi, cái này là không cứu được rồi các bạn ạ. À. Đành phải chơi chiêu cuối cùng, bom nguyên tử. Để xem cái quả bom này nó như thế nào. Rồi, cái đám người ở đây biến mất luôn rồi các bạn. Theo mình nhớ không lầm thì tụi nó sẽ bị đẩy sang chỗ này, đây. Xa thế. Đây những con robot đã bị nung chảy, lộn nung nóng thành những cục sắt. Và cuối cùng là sử dụng xe tăng đè tụi này. Oh my god. Lấy xe tăng đập tụi robot nữa mới được. Tụi bay nè, tụi bay nè, tụi bay nè. Tụi bay nè, tụi bay nè. Tụi robot này nói chung là không có bị tan nát giống như tụi con người các bạn. Đây là người đây. Lòi người nè. Lòi người nè. Thôi các bạn ơi, có lẽ là mình sẽ dừng cái video của mình tại đây các bạn ơi. Những thử nghiệm này quá là sức chịu đựng của mình. Mình rất là buồn nôn khi chơi trò này. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo của cái series này nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.